Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang trên đường đến Hạo Thiên Tông thì bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhìn thấy bằng hữu gặp nạn, cậu không thể không giúp đỡ. Ai bắt được vị hôn thê của thái tử sẽ được thưởng vài dương vàng. Còn số này quá hấp dẫn, binh lính ồ ạt lao lên, ai cản đường thì chết. Miệng nói hùng hồ là như vậy, nhưng đến khi thực hành thì lại không đỡ nổi một chiều. Hoắc Vũ Hạo tuyên bố kẻ nào muốn bắt quất tử thì phải bước qua cửa ải của cậu trước. Cậu và Vương Đông ở tuyến đầu chặn địch, cậu phóng thích hồn kỹ áp chế mấy chục binh lính. Thấy tình thế đang thuận lợi, quất tử lập tức ra lệnh cho binh lính dưới trướng xông lên hỗ trợ. Tên cầm đầu phe địch là Triệu Dương biết tình thế đang bất lợi, muốn hóa giải chỉ còn cách là toàn lực tiêu diệt Hoắc Vũ Hạo. Hắn phóng ngựa chủ động lao vào chiến trường, chỉ với một lần lướt qua đã đánh bay mấy chục lính tinh nhuệ của quất tử. Hắn nhảy lên không trung giáng xuống một kích sấm sét, binh lính bị dư chấn đánh bay như rầm rạp. Thực lực Triệu Dương quá mạnh, chỉ cần hai chiêu đã đánh bại quân tiên phong đang hỗ trợ Hoắc Vũ Hạo rồi. Hồn lực hắn ta hơn 70 cấp, là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Triệu Dương chủ động tấn công phù đầu, cậu buộc phải gọi thêm Vương Đông đến trợ giúp. Hắn ta dễ dàng dùng vài chiêu đấm cho hai người bay ra xa. Hồn đậu khí bắn vào người giống như đang gãi ngứa, thậm chí lấy một cân hai vẫn chưa cần dùng ra quá nhiều sức lực. Sau khi đã đánh cho hai người lui về sau, hắn ta lại muốn thể hiện bằng cách tung ra vũ hồn là một con gấu khổng lồ. Con gấu dùng bàn tay vỗ mạnh xuống đầu Hoắc Vũ Hạo, một vụ nổ khủng khiếp xảy ra. Dư chấn vụ nổ lan rộng ra bên ngoài ép cho binh lính sắp không đứng vững. Tưởng là nam chính đã bị bổ nát người, đúng vào lúc Triệu Dương tuyên bố chiến thắng thì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã phản công. Hai người họ cùng nhau xung hợp vũ hồn. Vũ hồn xung hợp có hình dạng cô gái xinh đẹp, sở hữu toàn bộ năng lực của hai người. Vũ hồn xung hợp kỹ bạo phát ra một luồng kinh lực, đánh bay gấu khổng lồ về sau. Không chịu yếu thế, Triệu Dương lại sử dụng ra hồn kỹ thứ 6, đánh ra một nắm đấm khủng khiếp. Nhưng cú đấm khủng khiếp này lại bị vũ hồn xung hợp kỹ dùng một ngón tay ngăn cản. Triệu Dương gồng mình tung ra nhiều sức mạnh hơn, tiếc rằng hôm nay hắn đã chọn nhầm đối thủ. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng nhau tung ra một kích mạnh nhất. Sức mạnh băng lạnh thấu xương và sức mạnh hỏa tính nóng rực cùng nhau bạo phát, rồi thiêu đốt cho con gấu khổng lồ thành tro. Triệu Dương cũng bị nổ tàn xác. Dư chấn vụ nổ lan rộng ra trăm mét. Quân địch mất đi người chỉ huy, đội hình đang hoảng loạn. Đây chính là thời cơ tốt nhất để phản công. Quất tử lập tức trấn an tinh thần rồi hô hào binh lính xông lên phản công. Thế tấn công như trẻ tre, quân lính phe địch mất hết sự phản kháng, bọn chúng chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Một số không kịp chạy đành phải chắp tay đầu hàng. Đến đây thì nguy cơ đã được hóa giải. Quất tử rất cảm kích và cũng không quên cảm ơn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã trợ giúp. Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn nàng ta báo đáp. Cậu còn có việc nên cùng với Vương Đông rời đi trước. Chuyển cảnh đến một ngọn núi lạnh giá, băng tuyết rơi quanh năm. Trên đỉnh ngọn núi lại có một tòa cung điện kiến trúc cổ xưa. Trước cổng còn khắc bài chữ rất lớn là Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông từng là tông phái đứng đầu đấu la đại lục. Dù đã tồn tại từ vạn năm trước, nhưng mà những dòng chữ được khắc bên ngoài vẫn toát ra dáng vẻ uy nghiêm, ẩn chứa một sức mạnh thần bí uy nghiêm. Hoắc Vũ Hạo lập tức đắm chìm vào những dòng chữ đó. Nếu có thể lĩnh ngộ được thần vận trong đó thì sẽ rất có ích cho việc tu luyện. Vài thành viên trong tông môn ra đón. Hoắc Vũ Hạo cực kỳ bất ngờ sau khi nghe bọn họ gọi Vương Đông là thiếu chủ. Bên trong tông môn đang nổ ra một trận so tài. Khí tức của hai người đàn ông trên sân đấu khiến cho Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt phải thán phục. Thực lực hai người kia có thể xếp vào hàng đầu trong top 10 đại hùng thú, còn mạnh hơn lúc Băng Bích Đế Hoàng Hạt ở thời điểm đỉnh cao. Hóa ra hai gã đàn ông đang so đấu chính là Thái Thản Cự Viên và Thiên Thành Ngưu Mãng. Bọn họ vốn là hồn thú đã tồn tại và thành danh từ nhiều vạn năm trước rồi, bảo sao không mạnh được. Điểm khác biệt là bọn họ giờ đây đã hóa hình người. Việc luận bàn đọ sức là công việc thường ngày của hai người họ rồi. Hoắc Vũ Hạo được dẫn đến phòng nghỉ người, Vương Đông vừa dẫn đường vừa giải thích sự phân cấp trong Hạo Thiên Tông. Nơi ở tổng cộng có 3 tầng, Hoắc Vũ Hạo được dẫn trực tiếp lên tầng 3. Đây là nơi ở dành cho người có địa vị cao nhất trong tông môn, bao gồm Thái Thản Cự Viên, Thiên Thành Ngưu Mãng, Vương Đông và một người chị gái thần bí nữa. Căn phòng của Hoắc Vũ Hạo rất kỳ lạ, ở giữa phòng chỉ có một cái giường băng, không hề có bất cứ đồ dùng nào được bày ra. Vừa chạm vào chiếc giường, cậu lập tức phải rút tay lại.
Dù trong người sở hữu cực hạn băng thuộc tính, miễn nhiễm với cái lạnh, nhưng lúc này lại khóc, cậu chỉ mới chạm vào một cái đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Được biết rằng chiếc giường băng này là một khối hàn băng ngọc tùy vạn năm, là bảo vật cực kỳ hiếm có. Lúc trước Thiên Mộng Băng Tầm nhờ hấp thu được hàn băng ngọc tùy nên tu vi mới có được tu vi 10 vạn năm. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng ngồi lên tảng băng tu luyện, nhờ có sự giúp đỡ của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Lại thêm sự cảm ngộ bốn câu thơ trước cổng Hạo Thiên Tông, tu vi của cậu tăng lên nhanh như diều gặp gió, nhảy một lần vài cấp. Biển tinh thần được mở rộng thêm, Băng Thiên Tuyết Nữ cũng tranh thủ hấp thu hàn băng ngọc tủy. Vì hồn lực tăng quá nhanh nên cả Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Nữ đều mất kiểm soát, nhất là Tuyết Nữ, sức mạnh bản nguyên được thức tỉnh khiến nàng ta không kiểm soát được nữa, cơ thể có dấu hiệu tự bạo. Hàn khí bạo phát trên bầu trời tạo thành một trận gió lốc băng băng khổng lồ. Toàn bộ Hạo Thiên Tông lập tức rơi vào nguy hiểm, các đệ tử được lệnh sơ tán. Hồn thú 10 vạn năm như Tuyết Nữ tự bạo, sức mạnh bạo phát có thể san bằng cả Hạo Thiên Tông, tình hình có thể nói là cực kỳ nguy cấp. Còn chưa biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao thì tập phim đã khép lại. Hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào!